Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một đội hình mới nhất với 7.000 tỷ của em Thanh Lâm. Em ý vừa donate xong AC hoặc Hà Lan 8 anh dai nhé. Hiểu vấn đề luôn mà. Thế là tôi build cho anh em tất cả những con hàng của Hà Lan mà đá cho AC Milan luôn nhá. Tôi kết hợp luôn anh ạ. Có con hàng nào của Hà Lan mà em có AC Milan vụt luôn. Được chưa ạ? Rồi. Cũng nhiều ấy nhở. Gulit Gulit cũng đông đủ đấy. Clivert bắt tiến các thứ này. 7.000 tỷ anh em làm một vài những cái lên móng trước xem là tầm tiền nó như này như nào nhá. Con này tầm 800 này. Rakak này. Chẳng lẽ lại Van Basten à? Làm tí Van Basten không nhở? Phải là bộ ba thật. Van Basten em là lần cấn hai mùa này. Thôi là mẹ tí Van Basten của mùa EFS cho nó rẻ các bạn ạ. Rẻ đi, đống tiền 7.000 tỷ bây giờ không đòi hỏi được nhiều. Con này chỉ có 800. Thôi cứ 800 mà vụt thôi, 7.000 tỷ nó khiêm tốn tí đi nhá, cộng 8 mà. Phải nâng cao làm tí tủ trưởng luôn cho nó uy tín luôn. 828 tỷ. Ui mẹ, mua 3 con đã gần hết bố nó tiền rồi. Làm tí Gulit này, bây giờ Gulit nó mua BTB này nó cũng sập tiền mất. Gulit có khi làm tí MC nó tiết kiệm mẹ anh ạ. MC đi. Si chó nữa à, có tí si chó trong người luôn nhở. Ok, làm tí si chó nào. Phải làm tí si chó để làm cái khung đấy anh em ạ. Phải là cái khung đấy. Si chó mùa nào CDM tốt hơn. Mùa EBS à. Phải làm tí si chó anh em ạ. Nhá, si chó đi, si chó đi. Đủ 8 chưa nhở? Mấy con rồi? 5 con à? 5 con là đủ rồi đấy. Thế thôi, đội hình này còn lòng cốt là như vậy thôi. Bây mình vá lại sau nhá. Hantena Van Ginkel nữa à? Làm tí Van Ginkel nữa. Cho đủ mẹ luôn. Ok các okay, anh em ơi, hàng thủ bây giờ tôi vá lại nhá. Rồi lên cỏ đồ cho anh em nhìn nó uy tín luôn đấy. Đội hình này thật sự với anh em build đúng là mạnh nhất tầm tiền luôn. Có tí Hà Lan mà lại có tí cộng 8 ở đây thì ngon điên. Basten chưa đá được anh thôi. Anh đã rescan 10.000 đồng. Anh lo cho em con Galit pha nối cây ít anh. Lo được cho em dai đấy, em dai chỉ cần nói thôi mà. Chỉ cần nói thôi là anh lo được cho em dai. Zamba thằng Gulit FA là anh lo được nhá. Ok, Gulit FA vào đây. FA vào đây là chỉ số 130 được anh em ạ. Hiểu em Lâm thật. Ở đây thì là có tí Clivert. Đồ mê nhỉ. Build của nó rõ ràng luôn, build của nó rõ ràng luôn đấy. Gulit em dai ở đây luôn đi chứ gì nữa. Ok, Gulit này. Ở đây có tí Rakak này. Ở đây có tí si chó nhá. Ok, cái sườn này cũng đẹp phết rồi đấy. Bây giờ chúng ta là cần một con tiền vệ nữa này và một con hai cặp trung vệ nữa nha anh em nhá. Bây giờ bỏ cái tiêu chí là Hà Lan đi vậy, hết rồi, hết người của Hà Lan rồi. Tomori ngon quá nhở. Chà bố mày lại ảo ư? 800 những con ảo cút luôn. Thôi anh em làm tí Letta với Mandini là vua luôn chứ gì nữa. 700 này. Ủa, thằng Thìa này rẻ đấy nhở, định đá tí Thìa nhưng mà thằng Thìa này nó đéo ổn rồi. Môi Thìa đéo ăn thua rồi. Mandini đi. Làm tí Manini với Netta luôn. Nghỉ tư. Nửa team còn lại A Biu ý đi mặt cười. Đây rồi. Anh có Netta Manini. Ok, lửa team còn lại ý luôn. Mà hết mẹ lực rồi anh em ạ. Quả tí thơ thẩn đây còn nghìn tỷ là đéo được rồi. Yếu quá. Cái lực của mình đang mỏng quá anh em ạ. Làm tí Piccolo vào đây là đẹp điên rồi đấy nha. Nhưng mà có phải là mình đang hơi yếu phải không anh em? Manini với Netta to quá nhở. Cặp trung vệ này nhìn to quá nhở. Hay làm tí cho cưng nhở. Manini bây giờ đắt thế anh em ạ. Vãi cả đái thật, đắt quá. Từ, vá đôi cánh nhá anh em, vá cái đôi cánh khỏe nhá. Bây giờ thủ quan trọng đôi cánh nó phải khỏe. Còn này 300 này. Jambota chân trái hoặc chân phải đều được này. Làm tí Kanunu luôn được này. Chạy như chó chạy ngoài đồng luôn. Xong cái form luôn, hoặc là The Signal cũng được này. The Signal là của Ý ấy, con này rẻ không ấy. Thôi tiết kiệm tiền đấy, con The Signal luôn là xong. Con này 62 tỷ thôi, ta đéo đắt nhiều lắm nha. Thế bây giờ còn 700, à con thủ môn chưa có nữa à. ZK nữa này. Đây rồi, Lilo Kovac là xong rồi này. 85 tỷ. Xong, còn 600 à. Hay là giảm mẹ Zambot đi nhở. Hậu vệ quan trọng cái đéo thì. Từ nhá anh em nhá, giảm tí Zambota nào. Bên cánh trái như tôi thấy là có con Roby Gate này đã được này. Đây là Roby Gate này tầm 100 này. 95 tỷ là về này. Thằng này đã được rồi. Khả năng phải có tí trò cưng đấy anh em. Phải cố làm tí trò cưng vào đây đấy. Tí trò cưng nó mới lo được cái đội hình này đấy anh em ạ. Nào quả CDM trò cưng là vua luôn đấy. Không làm tí bách cũng được này. Làm tí bách nghe ổn nhở anh em nhở. Bách mùa này đã khỏe lắm ấy. Ok, làm tí bách đi. Xong mẹ luôn. Bách được không? Bách nó đá ngon mà, đa năng mà. Không thì làm tí nhà thơ đi. Thôi làm tí nhà thơ đi. Anh không là lang à. Anh cũng không còn là nhạc sĩ. Mong anh. Tầm này tôi nghĩ là phải làm tí The Zaini đấy anh ạ. Giảm tí đi. Làm tí The Zaini để anh em lưng con tiền vệ đi. Thực ra thủ của tôi nó không quan trọng anh ạ.
một người thủ rắn như tôi thì thật sự với anh em con The Giant này là đủ tiêu chí rồi. Có lẽ vào team có lợi gần 140, à gần 130. Ok, lo con Piccolo nữa là xong, nhưng còn gì nữa, còn tiền để đủ mặc cả. Nhưng bây giờ không đủ mặc cả là nó khó về lắm. Một là Piccolo, hay là anh em muốn thép hay là thơ này. Giờ là muốn thép hay thơ. Thơ thì có Piccolo, còn thép thì là Gattuso. Thích thơ hay thép? Thơ thì Piccolo dí luôn, như mắc cái giá luôn cho nó đỡ đau đầu luôn. Còn 100 tỷ mà. Thì chúng ta về cũng tương đối rồi đấy. Piccolo này bây giờ phải trả giá lại mấy thằng nó ken giá tôi nhá. Nó ken giá là vã vào đầu nó ngay. Được chưa anh em, đổi hình này thật sự với anh em này. Lên lại cái xương cho anh em. Mạnh quá đấy. Mandini, tôi muốn vẫn có Mandini để anh em có một cái khung hàng thủ nó chắc các bạn ạ. Mỗi tuyến cần một con lựa chọn hay nhá. Đá đội hình này cho lên trình cái gì Huy ơi. Đội hình này tôi sợ bác chủ đá sợ lại anh em cứ vào đá, anh em cứ bảo là đá bằng tiền luôn ấy. Gặp đội hình này anh em cứ bảo là tiền đá luôn, thề anh em nhìn đội hình này thì hiểu vấn đề luôn mà. Cánh lưng Zambotta thì thực ra sau này đủ tiền thì lưng Zambotta sau nhá. Còn bây giờ thì thực sự không quan trọng. Zobiget đã là một trong những hậu vệ cánh 100 tỷ hay nhất rồi. Thanh Lâm đã rescan 20.000 đồng. Em thích trò cưng hơn Pilo đấy hu. Ôi trò cưng à? Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Ok, trò cưng lại phải có trò cưng thôi. Thôi đéo ổn rồi, trò cưng của anh bí đấy. Từ từ. Cái mức giá để đưa trò cưng về của anh nó cao đấy. Thôi hỏng rồi, hỏng. Mày lo cho anh nhá, mày lo cho anh quả trò cưng ấy. Mày đặt trò cưng nó vừa khít tiền, sợ không no đổi luôn ý. Trò cưng chỉ làm 070 thôi, bật min thôi, bây giờ đủ min thôi. Giờ mày có nhà cửa có tí gì nào cầm cố giúp cho anh nhá, lo nó về giúp anh cái. Anh giao cho em một cái bài tập về nhà nhẹ nhá, bây giờ thật sự là đang khó đấy. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, sau đúng một ngày trở lại với những gì mà chúng ta đã phá sạch cùng với AC Milan, với gần như là những con hàng của Hà Lan mà đá cho AC Milan là tôi đã có hết trong đội hình này rồi. Và đây là một trong những đội hình của AC Milan mạnh nhất form tiền này. Và tôi sẽ sắp xếp một cái đội hình cũng cực kỳ là hợp lý với những con người này. 4-2-1-1-2. Đây là một trong những sơ đồ đội hình đá cực mạnh ở gameplay mới. Hai cầu thủ sẽ đá cao nhất cho công là tù trưởng Patrick Kluivert và Marco Van Basten. Khi hai con hàng này full level thì chỉ số tổng đã là 131 rồi. Yếu ở đâu vậy? Seedorf sẽ hỗ trợ ngay phía sau với mùa EBS. Gullit, Rijkaard và Patrick Vieira hội thành bộ ba hàng tiền vệ cực kỳ rắn. Cặp trung vệ sẽ là Paolo Maldini cùng với là Marcel De Zaini. Bên phải là De Signio và bên trái là Rodriguez. Vị trí gác đền 1m96 với Diego Lopez thì yếu ở đâu vậy? Ông nào bản lĩnh thì vào đây va nhau phát nhá. Chấp đối thủ 14 lương, không cần phải phun lương làm cái gì cả. Được chưa anh em ơi? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với sức mạnh rồi. Cho anh em hiểu sức mạnh nó là cái gì luôn đấy chứ còn gì nữa. Oxy luôn mà, sợ thật đấy. Ma nó thở gấp quá anh ạ. Thở gấp quá rồi đấy. Đứa này biết chơi quá anh em ạ. Ok, Patrick Kluivert. Zigon tao cái, Zigon hộ cái tao cái. Bàn đầu tiên dành cho AC Milan, kẹp Hà Lan bay. Được chưa ạ? Anh em theo đuổi bây giờ thở là vừa luôn mà, thở oxy là vừa luôn đấy chứ. Tầm này theo đuổi đúng tịt. Sai chưa? Anh em theo đuổi thấy mình sai chưa? Cái định nghĩa là một bàn chống ao của tôi anh em ai cũng biết rồi. Mà giờ quay lưng với tôi luôn. Anh em nào bảo trận này ít bàn thắng. Bác chỉ đúng người trưởng thành luôn đấy. Đúng người trưởng thành nói được câu rõ ràng, rành mạch thật. Đúng em xem lối đá thật mà. Quả đánh đầu này ai đỡ được? Ai đỡ quả đánh đầu này được? Dã man chưa? Giờ này thì ai đỡ nổi đây? Dương PT. Chịu rồi Dương ơi. Bát tèn kìa. Đá này theo đối được. Thật sự đá này theo đối được thì chịu luôn mà. Đừng nói thế anh ơi, anh em lại theo đuổi thêm đấy, không có ai cả. Anh em trận đầu tiên là đã rút cái bài học xương máu rồi đấy.
như đã tập này. FD đây mới là FD này, đây mới là FD này, chứ vài pha FD đầu đầu gọi là FD lấy cái thông số như của bạn đối này thì ao luôn như còn gì nữa. Ai bảo đội hình yếu nhở? Rồi Patrick vẫn để cái thum lai, chắc là hôm tới đổi thum lai mới vậy anh ạ. Ui quả lực xanh là xong rồi không? Một hiệp tôi vẫn ghi 4 bàn bình thường mà anh em, đã bàn thắng đến rồi. Hơi muộn tí thôi anh em, nó hơi muộn tí thôi. Hơi muộn tí thôi. Cái gì nữa, quả đấy còn xịt nữa. Cái nghéo gì luôn đấy nhở? Sao đen đen thế nhở? Sút 7 chưa vào quả nào. Rồi ok, vào rồi. Cuối cùng bàn thắng đến ạ. Trận đấu này sút 8 vào đúng mức quả, cay thật. Bướng nó vừa vừa thôi, trò cưng tôi vẫn ở đấy đấy. Đấy nó lên rồi, anh em, nó lên là nó thoáng lắm rồi. Khi này là trong thế trận tôi thích nhất này. Đối lên thì gần như là vỡ trận. Vỡ trận luôn mà. Hai lớp kèo dưới anh em cái gì nữa. Vỡ đầu luôn mà. FD lực vàng vẫn ghi bàn được. Sợ thật. Và Ba Ten ra chân hơi chậm nhỉ. Xoạc của F 4-0. Rồi quả này thích FD làm gì đây. Nó đảo luôn qua mày luôn á. Bàn thắng kìa, cái bàn thắng nó dã man luôn mà, thề với anh em. Như trêu đùa, như trêu đùa với đội bạn luôn, thề với anh em. Bạn tè là bước 1 này, chạy này ai đuổi được. Quả nữa này. Cái thứ bóng đá trêu người quá nhỉ, Bạn tè. Tôi bảo với anh em rồi, Bạn tè là một tiền đạo hay nhất tầm giá 600 tỷ. Anh em chưa tin. Nó mang tính thử thách và chinh phục chứ. Thủ trưởng nó ủi kìa, nó ủi kìa. Sướng không? Đấy, con hàng tiền nó sướng không? Mê nhỉ, nhìn cái hàng công của tôi đá nó như hủy diệt đội bạn. 6-0 luôn mà. Rồi Van Basten. Van Basten. Bàn đầu tiên để khởi đầu cho một thắng lợi bùng nổ. Với chúng tôi. Ôi sút quả bóng kìa. Chạy hết tầm ra đây đã. Rồi, đây là Rai Các ở Gulit xong rồi đấy. Vỡ đầu mày chứ gì nữa. 2. Được chưa ạ? Tôi vẫn lo cho anh em được đấy, Rồi. Van Basten. Nope. Ơ à, quẩy vút chậm đấy nhở. Trận này tỷ số đậm đà đấy. Xin lỗi trước anh em cho nó đỡ. Vẫn bắt được luôn á, cái thằng buôn tỏi này bắt ghê vậy. Bắt được ở nữa. Bắt hộ với cái đầu của Ba Ten. Tôi nói với anh em rồi, đây là một trong những tiền đạo hay nhất 600 tỷ, anh em chưa tin. Mandini đứng đấy mà còn trêu đùa được chịu bạn luôn à. Con Diego Lopez này tôi ít khi thấy nó bắt quá nên chưa đánh giá được. Bắt ok nhá. Sút vào mặt nó à. Có hết người chưa? Onin à, lên đây Onin à. Onin để làm cái gì vậy? Quá dễ dàng dành cho Marco và Ba Tiến. Siêu tiền đạo của Hà Lan bay. Z
nhỉ. Thứ bóng đá mà thủ trưởng mang đến nó mỹ miều chưa? Sợ thật. Nó sọ quá đau nhỉ anh em, nhìn thủ trưởng bị sọ quá đau quá. Cái thứ bóng đá gì đây? Anh đang dùng con pet 5 nha anh em nhá. Rô béo lại còn UT nữa thì không cần hỏi nữa. Thằng này chắc đang chửi tôi đấy anh ạ, nó comment chửi tôi đấy. Tôi tắt mẹ chat rồi. Xong rồi đấy. Khó quá nhở. Real đầu ngày mai nha Hưng nhá, đầu ngày mai đấy. Cày thế nhở. Cả đái của em đây lực vàng luôn kìa. Gãy cả cột. Khỏe đấy nhỉ, Van Basten kìa. Chịu rồi, chịu rồi. Bán thế thì chịu rồi. Mê của anh Tú ơi, em Thanh Lâm ơi. Cảm thấy hơi mệt rồi đấy, cảm thấy hơi mệt một chút rồi đấy. 7-1 giống trận đấu nào năm nào đấy. Trận đấu năm đó. Sợ thật. Một trận đấu hủy diệt đội bạn. Vẫn còn chưa dừng lại luôn mà. Vẫn chưa dừng lại đấy luôn mà. Ồ, cái quả này đừng ẩu quá nhờ. Chuyện ẩu quá nhờ. ZA đi. Thứ bóng đá kìa.